nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ Joe Biden sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9. Trả lời câu hỏi về mục đích ý nghĩa chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Việt Nam, Đại sứ Mark Knapper cho biết, chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong nhiều năm qua là dựa trên sự tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và thể chế chính trị của nhau. Việt Nam và Hoa Kỳ cùng chia sẻ quan điểm tiếp cận đối với một số vấn đề quốc tế, trong đó có Biển Đông. Về mối quan hệ trong tương lai, Đại sứ Mark Knapper nhấn mạnh, Hoa Kỳ cùng chia sẻ với những nỗ lực của Việt Nam để tới năm 2045, Việt Nam là nước có thu nhập cao và năm 2050 đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không. Đại sứ Mark Knapper cho biết thêm, trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ, dự kiến hai bên sẽ có những trao đổi hợp tác trong lĩnh vực năng lượng xanh. Sáng ngày 7 tháng 9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn quận 7, chính thức khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 17 năm 2023 với chủ đề Liên kết phát triển bền vững do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước, Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cùng nhiều lãnh đạo trung ương địa phương khác. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm nay có chuỗi hoạt động chuyên môn phong phú đa dạng, đã thu hút hơn 3.500 đại biểu đến từ 45 tỉnh thành của Việt Nam và 42 quốc gia vùng lãnh thổ tham gia. Hội chợ năm nay còn là sự kiện mong đợi của du khách và công chúng với chuỗi hoạt động hấp dẫn được thiết kế cho hơn 25.000 khách tham quan, góp phần quảng bá kích cầu du lịch nội địa và quốc tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhấn mạnh, riêng đối với Thành phố Hồ Chí Minh, hội chợ còn mở ra cơ hội cho những cơ chế, chính sách mang tính động lực để phát triển ngành du lịch khi được tổ chức trong giai đoạn thành phố đang tập trung triển khai nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh là mở rộng thị phần khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và tạo sự đột phá trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch. Sáng ngày 7 tháng 9, nguồn tin cho biết Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội đang tạm giữ bà Vũ Thị Thúy, 40 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam, Công ty Bất động sản Nhật Nam. Bà Thúy bị tạm giữ vì có hành vi đưa ra thông tin sai sự thật về công ty có nhiều bất động sản, dự án đầu tư có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên, từ đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Bà Vũ Thị Thúy bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, báo chí đã có nhiều phản ánh liên quan tới hình thức đầu tư phân chia lợi nhuận của công ty bất động sản Nhật Nam. Theo đó, nhà đầu tư được giới thiệu chương trình góp vốn 12 tháng. Vốn thấp nhất là 1 tỷ đồng, cao nhất là 10 tỷ đồng và sẽ được trả lãi suất 3% một tháng. Và quyền chọn mua căn hộ cao cấp tại dự án Elite Tower, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội, do tập đoàn Sông Đà Nhật Nam làm chủ đầu tư. Nhà đầu tư cũng có thể đầu tư với số tiền từ 10 triệu đồng đến 25 tỷ đồng và nhận phân chia lợi nhuận hàng ngày trong 24 tháng. Tuy nhiên, sau một thời gian, công ty bất động sản Nhật Nam ngưng phân chia lợi nhuận, ra thông báo hứa trả tiền rồi thất hứa, khiến hàng loạt nhà đầu tư điêu đứng. Liên quan đến thông tin từ báo chí Hàn Quốc đưa tin ban đầu về bắt giữ hai tiếp viên hãng hàng không Việt Nam vì vận chuyển tinh dầu cần sa. Sáng ngày 7 tháng 9, ông Đinh Việt Sơn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Cục đã chỉ đạo các hãng hàng không xác minh vụ việc và sớm có báo cáo. Trước đó, đài MBC đưa tin ngày 6 tháng 9, Sở Cảnh sát Incheon, phía Tây Seoul, Hàn Quốc đã bắt giữ hai trong số 4 thành viên phi hành đoàn của một hãng hàng không Việt Nam để điều tra hành vi buôn lậu ma túy. Hai nữ tiếp viên này bị nghi ngờ giấu cần sa dạng lỏng là tinh dầu cần sa trị giá 300 triệu won, hơn 5,4 tỷ đồng trong các hộp đựng mỹ phẩm và mang vào Hàn Quốc từ tháng 4 năm 2023.
Theo kết quả điều tra của cảnh sát, hai nữ tiếp viên trên khai nhận họ đã chuyển hàng hộ từ Việt Nam sang Hàn Quốc với tiền công khoảng 68.000 won đến 150.000 won, từ khoảng 1,2 triệu đến 2,7 triệu đồng cho mỗi lần chuyển hàng. Các nữ tiếp viên cho biết họ chỉ nhận vận chuyển hàng mà hoàn toàn không biết bên trong là cần sa. Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Công an sẽ tổ chức đợt kiểm tra liên ngành trong tháng 9 về việc chấp hành pháp luật đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Mục đích của hoạt động kiểm tra liên ngành lần này nhằm phát hiện đơn vị sử dụng lao động có dấu hiệu vi phạm pháp luật về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, lập hồ sơ làm căn cứ xử lý theo quy định. Bên cạnh kiểm tra doanh nghiệp, đoàn kiểm tra sẽ rà soát toàn bộ hồ sơ đề nghị khởi tố về hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, xác định các hạn chế vướng mắc để tham mưu lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thống nhất giữa hai ngành. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 7 tháng 9, khu vực Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có mưa to đến rất to. Dự báo ngày và đêm ngày 7 tháng 9, phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày và đêm ngày 7 tháng 9, khu vực từ Nghệ An đến Bình Định, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm, mưa tập trung vào chiều và tối. Từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 9, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa dông diện rộng. Mưa dông và mưa lớn cục bộ ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong khoảng từ 10 đến 11 giờ ngày 7 tháng 9, khu vực tỉnh Lào Cai tiếp tục có mưa, có nơi trên 30mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt các huyện Bảo Yên, Bắc Hà. Ngày 7 tháng 9, ông Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Nông cho biết, hiện nay ngành đang thiếu giáo viên, nhân viên trầm trọng. Theo đó, tổng số giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập đang thiếu 1.021 người, trong đó bậc mầm non thiếu 235 người, tiểu học thiếu 324 người, cấp trung học cơ sở là 260 người và cấp trung học phổ thông là 202 người. Hiện nay, ngành giáo dục đào tạo tập trung các giải pháp để tháo gỡ, trong đó tập trung vào các giải pháp điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu, tăng cường cho đội ngũ giáo viên bộ môn dạy liên cấp như ngoại ngữ, tin học. Bên cạnh đó, ngành cũng tập trung hợp đồng giáo viên để đảm bảo việc dạy và học.